Chào mừng các bạn đến với kênh Hân Trần. Thì hôm nay các bạn có thấy trên tay của mình có hai cái gì không? Kỳ cục của các bạn ơi. Tao giấu mà mày làm. Đó. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video gì đó, nhưng mà không phải dùng tới hai cái này. Nhập vào đây. Mà món đó chính là Milo. Là hay là kẹo Milo hay là bánh Milo gì đó. Và mình xem trên TikTok người ta làm rất là nhiều luôn. Và bây giờ mình mới có dịp làm nè. Giờ thì làm thôi. Nè, bánh Milo này là mình xin của bà ngoại mình. Bà còn đi mua luôn. Bà ngoại mình có nè, mua một chút nè. Mình sẽ lấy cái bịch này. Là hình như là cái kim ta. Kim không nè. Đây là cái kim. Đó, hãy thấy chưa? Là kim. Sẵn đây giới thiệu cái bàn ủi luôn nha. Con cứ ủi đi, mẹ giới thiệu bàn ủi. Cái bàn ủi này nè, mọi người nhìn kỹ nha. Cái bàn ủi này là từ cái thời của bà ngoại Bảo Yến luôn nha. Bà ngoại Bảo Yến mua từ thời còn con gái, xài xong để lại cho mẹ Hân. Mẹ Hân bây giờ là xài rồi xong. Đây giờ Bảo Yến đang xài cái bàn ủi. Xưa ơi là xưa nhưng mà nó cực tốt nha. Bà ngoại thời còn con gái. Đúng rồi, rồi đảo ngược lại. Nhưng nó đang rất là muốn ăn cái này. Tại vì nó là Milo mà. Nó hơi cao nè mẹ. Để anh chờm lại kìa. Nó xét gì mày luôn á. Ừ, xét quá à. Không lấy ra được, tại nó xét quá. Xét quá. Hả, sao? Đâu cực kỳ. Đây là da này, da nè. Háo hức quá. Trời ơi, xé vào Milo cũng lâu nữa. Nó đụng với Milo rồi sao? Có sao đâu. Rồi coi, đã nó cứng rồi, rồi nó ra là kem rồi. Ừ. Rồi lúc kia thèm thuồng cho mọi người. Chỉ đi mẹ nữa nè. Ờ, coi coi. Để coi, Yến không có làm ăn được chứ không nè. Ây da. À, độ thành công không cao rồi. Yến ủi chưa được nóng. Thành công nha các bạn. Còn Milo, ý Lucky làm gì? Xé xuống sợ nó bể. Nè. Ở đây sao hơi đen chút. Yahoo. Kem Milo thưởng thức đi. Nói luôn đi. Nó còn bể mấy miếng. Đây. Hôn quá nhưng mà nhìn lúc kia nè, nhìn lúc kia. Ở lúc kia nè, lúc kia làm gì ngon không?
nó giòn quá mẹ. Cái kem giòn hả, đâu em thử miếng đi. Nghe gạo gạo luôn mọi người. Ngon quá. Này giống bánh hơn á. Cái này ở bên trong tủ lạnh mà khi là mà lấy ra là trứng quỳnh nó lạnh, mà khi mà mình mở ra thì cho mình trong đây không lạnh, nhưng mà miếng ngon, ngon quá, ngon á. Nha gà gạo nha. Ngon quá, thành sớm chịu làm hai cây. Các em làm thử, nhưng mà cái khâu ủi là khâu quan trọng nha. Nhờ người lớn ủi. Cái tay mẹ dơ. Đây. Hơi đắng. Mẹ thích. Cái tay mẹ dơ. Tặng cho mẹ đi. Dính tay mẹ hay lúc kia. Tay mẹ bị dính lúc kia dính rồi. Các bạn mọi ăn hết luôn đi. Ngon quá à. Bịch này có nhiêu tiền ta? Bịch này nhiêu tiền? Không biết. Bịch này không có mua. Này bà ngoại cho tầm 3 ngàn hay gì à, 2-3 ngàn vậy. Ngon, thử đi nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Các bạn xem clip nhớ like và subscribe kênh Hân Trần. Nhớ bấm những cái nút chuông để ủng hộ. Ủng hộ lúc kia nha. Đây đây, mẹ ăn miếng đi. Không ăn chơi vậy. Ngon rồi. Ăn hưởng ngon luôn á.